Xin chào thầy cô và tất cả các bạn, mình là Nguyễn Viết Đạt, là số sinh viên của mình là CUV 019HP07. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với nhau với bộ môn là cái bộ marketing. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tạo đến dựng lên cái số Facebook của chúng ta được chưa ạ?